Thằng này thằng to cao kia Vũ. Kệ nó cho nó phụ. Nó khỏe mà cho lẹ. Bỏ cái thảm ra chứ. Có bỏ thảm không? Nóng phết đấy các bạn. Khoe cái áo tí. Thằng này đứng ngay ngồi. Đứng ngay ngồi. Ngồi trên ghế chứ mà ngồi xuống sàn làm gì. Cầm ấy. Thằng này quay. Cầm dù. Quay xeo cho Vũ cho đẹp. Quay đẹp trai. Quay quán giùm em luôn. Người đến em thốt luôn. Sáng uống mấy cà phê, tối uống rượu. Rồi. 89 Nguyễn Thị Minh Khai. Chào tất cả mọi người. Mọi người đang xem hai con dời. Đó là đó, mọi người cười gì cũng đẹp á. Trang Trần và Đoàn Bảo Ân. Trân trọng giới thiệu một nữ photo rất bé nhỏ. Rồi vô tính quay. Đó. Mới vô nằm rồi. Người. Ồ, tóc để ngay đó kỳ lắm. Người mẫu Trang Trần đã giảm cân xuống còn có 45kg. Ghê. Ừ. Và photo đã che hết người mẫu. Không, đi vô đi không sao đâu. Không nên chửi thề. Ủa lẽ vậy? Gì vậy? Cái là không quen gì mà Trang vậy á, hiểu không? Uống luôn ngồi vậy được hả luôn? À, đây là cái dáng ngồi của nữ photo bự bằng cái thảm luôn. Thôi nhưng mà nên mặc đồ gì đi luôn. Trời ơi, ai nói gì? Đang live stream bé. Bé tựa gì? Giống Mạc Trung Kiên, cái gì không phải Mạc Trung Kiên? Có không? Có vô top 10 không? Như Vũ không thấy coi ha.
Này coi nè. Rồi thay đồ hả? Ủa thêm đi má. Đẹp rồi, đẹp rồi. Nhìn đẹp rồi ông nội. Em bắt cười quá. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ê có chụp đường không? Đứng đi chị, đứng đi. Quên, quên. Đơn cho nó bộ người đi. Ờ. Chụp ta đơn đi. Chụp. Em đứng đi chị. Đơn đi em. Chị dựa các em. Chụp sao cho ta, đây ta bán được cái áo nha. Bán áo rồi, có chụp... không? Không, ý là chụp sao cho hai. Ok, hạ xuống xíu rồi. Cái đùi thấy bắt sáng. Đang live stream nhá, đang live stream nhá, đang live stream nhá. Đây đây. Mà chụp sao cho giống là đông quá nè. Rồi luôn đi, anh ngồi trên á. Đi đến nằm. Nằm đẹp nè, con đi mặc quần dài mà còn nằm mới đẹp nè. Ê thằng này, hôm nay tao thấy mày hơi giống Huỳnh Hiển Minh ấy nha. Ê, chơi location đẹp quá nha. Cái video lùi ra xíu nhẹ, đúng rồi. Tay chạm mặt quá đậm, quá mạnh. Đúng rồi, hơi mỏi xíu mà mở ngữ nhất thôi. Rồi. Tay phải hơi cong thì xíu. Rồi được đó, được rồi. Đó đẹp rồi đó. Mấy cái này phun xíu cho anh. Ờ, chụp phun người đi, đẹp cái phun người đi. Áo 750, quần 600. Cảm ơn. Ờ, được cái. Anh ghé chủ nhất quán. Cái góc chân ra ngoài chút xíu sẽ đẹp. Chủ quán chửi. Ồ, stylist Trang Trần đã vô cuộc. Chỉnh thay mối, mối sợ ta lít ạ.
Rồi, lại gần chút xíu, Casey ơi. Rồi, ok. Từ từ thôi, đôi mắt nhẹ lại. Mắt. Anh gán để cái tay thả xuống chút xíu tay trước trước á, đúng rồi. Không, hai tay thả trước đẹp hơn. Rồi, lại nha. Thoải mái lên anh, thoải mái lên, cái dáng này phải thoải mái lên, nó gồng lắm. Nó đang gồng mà. Gồng quá, gồng quá. À, vậy hả? Chị hãy gán trường hơn cái tay phía trước nè nọ. Đó, đẹp. Nha, đẹp này. Nha, xứng đáng mười người yêu chứ mọi người. Thằng này đang ế nhá. Ok. Đêm qua là mới nằm mơ về người yêu nó. Sửa tay lít đi, lít đồ đi nào. Ê, không, không, cho nó vào đứng mấy đi. Vào học sách đi, ta đi thôi. Đẹp quá, Ân ơi, xứng đáng với người yêu. Mỗi tội Ân bị người yêu đà. Đứng ở đâu? Bao người đầm thương nữ ta phải ghé là gato với nó tầm đứng ở chỗ đấy, tầm mới chịu. Có thời trang xíu à? Là sao mà muốn chị đi phải không? Đấy, nó là thấy đúng rồi. Đi vào. Thầy sẽ đuổi ra. Chị thấy cái điểm cuối chị cái đấy biết chị. Chị đi đoạn này. Ok rồi, ok đẹp. Được cái này đúng không? Rồi, ok, 2, 3. Ấn xíu luôn. Wow, gặp luôn. Ấn xíu luôn. Rồi, nghĩ đó là đẹp. Rồi, nghĩ đó là đẹp. Rồi, nghĩ lại. Ok, tới điểm cuối, 2, 3. Ê, áo đẹp quá mày. Áo đẹp nha. Đúng rồi, kiểu mua đồ đi chụp lúc lúc. Ê, cái áo đẹp nha. Áo đẹp. Áo đẹp, đúng là mùa đông. Thề luôn. Mày chụp vừa trước đi. Ủa, cái quần này nó có hai cái, không có nghĩa là quần trắng á. Nó có tới hai cái rồi. Cả năm nữa còn được. Vậy như vậy á, em hai cái quần trắng, quần dài đi. Em sẽ mặc cái áo trắng hồi nãy để lấy quần này. Biết cái vừa thôi. Vừa nè, hai cái giống nhau đi để ta đưa cái quần trắng cho mình. Được quá, là mọi người trắng đó, là mọi người dòm đi nè, căng lên. Rồi bé cầm cho đó rồi gắn cái mặt luôn rồi trong khi đó ôm chụp mình đi, chụp chỗ nào đi. Thank you.
Hả? Hai bạn ngồi đây đi, để tôi dọn chuyện này sau đi. Hơi bất. Ê quần đẹp nha. Quần này của nó nam cũng mặc đều đẹp. Mua đôi giày này chưa đi má ơi. Thích cái này. Đôi giày mua chưa đi với bà. Ê, tôi muốn mặc cả hai quần vải với cái áo này cơ. Không, tôi thích cái quần vải này. Tôi muốn đôi giày nè. Gái văn phòng được không? Gái văn phòng. Công tiện sắc được không? Không nhỉ. Sao sinh viên bữa nay gần thắm chứ trời. Không mua. Tao mới mua đôi giày này. Tại vì tao biết thả lui bộ đồ trắng này đẹp hơn nha. Tại đây là trắng đẹp. Trắng đẹp hơn. Áo đỏ đã mặc rồi. Sao ta lít chửi? Đúng mắt. Ủa. Sao lít chửi đi. Ủa lâu, chuyển qua cho mọi người đừng thấy anh nằm ở lúc nào. Đau lâu. Ủa sao mình chụp nhanh vậy lâu? Chuyên nghiệp, nhiều mẫu quá chuyên nghiệp. Em chụp cho nhiều vô rồi có mấy tấm à? Đâu cho coi hình của anh nghĩ là hả chụp amo đẹp hơn. Tại vì thấy bộ đồ của anh sợ ảnh với cái style cái áo này thôi, cái áo này thì nó phải tươi sáng xíu nếu mà anh chụp mình á. Chụp lạnh á. Cái này lạnh về là màu mít, cái này màu thì đẹp anh nè. Bởi vì bà mặc đồ mặc đồ đỏ quá. Không à, không thấy cô em. Lát lên tới 13 nè. Lát lên tới 13 nè. Tưởng coi mấy con mèo. Con mèo. Mèo đi đâu à? Đó. Nghe cho tôi chưa? Quá đẹp luôn á. Trời ơi sao? Trời ơi, cho sao trông tao như. Cái áo này trông như người ta còn trinh như trong ảnh. Ngồi đâu? Cái áo dễ thương quá hả? Không sao? Ai biết? Mà mày có vừa được không luôn? Không vừa thì em cũng phải cố cho nó vừa. Em sẽ về em cất cần. Chị làm hot girl ngồi bên cửa sổ selfie đi. Ghê quá. Ừ, ghê thiệt á, mày có. Tao sợ. Đi
sợ ma quá. Sao? Bây giờ tôi chụp theo kiểu thằng kia nó trêu tao. Có vẻ tôi bây giờ không một phụ đồ này. Đúng rồi. Đúng biết rồi. Anh ơi, cái áo này tao lớn nhất nhà anh là bao nhiêu? Ủa, cái điện thoại ở đâu rồi? Ủa, anh xung sao thì bạn bị đổ ra sao đây? Bà mẹ, lắm dày lắm, không đi bao giờ đủ má. Không đi bao giờ đi má, đi mỗi lần giờ. Mà em cứ đồ bự bự nhảy đẹp thôi. Bữa nào? Cái đôi này nhìn này, đôi... Đôi nào nhỉ? Đôi này nó hơi bèo. Hơi bèo à? Vũ, mày lấy cái đôi giày mà xong hùng chị gái đúng. Giày vali đi, đấy chị. Đôi gì, đôi gì ạ? Đôi gì ạ? Ở dưới gặp một gặp à? Ở dưới đấy. Trời bé Thỏ ơi, giờ sao mà cái này đi chơi người yêu? Không, không phải người yêu mà đây. Ở đây này không? Có phải đây không? Ở đây này. Bên kia chỉ đối kia anh đạp đi. Chụp cái này giữa Sài Gòn lóng lòi. Thế luôn mấy má có người yêu nha. Chứ người yêu vẫy tay Thỏ đi dài đến. Ồ má, tôi có chồng tôi mặc cái này, tôi vẫy cái chồng bỏ mẹ tôi luôn. Bà mày bị thần kinh hả cha? Nóng chết em ạ. À, thằng Vũ lấy quần lấy hai size. Đó là cái dáng nó cũng đẹp đó. Ông này chỉnh lại cái dáng nó xíu. Thì luôn tao. Ờ BD mà BD đánh đồ nó hơi lạ. Vũ mà BD hả? Vũ không BD, chồng Vũ BD không mà. Thời trang fan thời tiết giữa đất Sài Gòn là lòi. Muốn đi Đà Lạt mày má ơi. Sapa Đà Lạt mặc đồ nhà nó đẹp luôn. Ông Đà Lạt mà mưa quá. Rồi được chưa? Đúng rồi, nhưng mà nó kêu mà nó chưa. Nhắc cái ghế ngay đây luôn giùm em nè, nó ngồi như đây vậy luôn. Làm sao ở sâu ra cái tai mọi người? Có để đó. Mọi người bảo ơi làm sao sâu cái tai này? Ủa má, cái quạt thì không cho tao ngồi. Bạn. Hay đứng chỗ này. Được không?
cầm con này kỳ nha. Đúng rồi, đúng rồi chị. Gen Z nào? Đúng rồi, Gen Z nào? Lấy cái tay thở ấp cái mặt đi chị. Một tay. Chưa đi chửi đi chứ. Một tay. Đây. Xỉu ra này không? Úp lại như lấy cái chạy đó. Trời, úp lên trời. Xe thở này có thể làm khẩu trang. Trang nè. Trời, còn dễ thương lắm không? Hai cái cần, có hai cái cần. Chế một quả mốt đi chồng thế này. Ghê quá. Ghê quá. Thật lên phải thế. Cái gửi chồng coi, má ơi. Dễ thương. Đó, cái đó gửi chồng coi. Ghê quá. Cái gửi chồng coi chứ làm sao. Tắm bước rửa vô đi. Cái bước từ ngoài vô. Ê, có bước có chụp từ bước cơ vua không? Hả? Chụp bước vào. Rồi, cứ tại chụp. Chụp coi. Thật là dịch nghe. Nhìn em. Em xin qua đây. Chờ chị né qua. Rồi đây nữa. Sao tôi thích ôm con này quá à? Vẫn phải ôm cái chuyện. Hai, ba. Cầm bụi chơi tôi bật nó hớt cái nhỏ luôn. Chị đừng có cười vậy. Con nấu không này? Không, ở đây đồ chơi dễ bể luôn à. Đúng rồi, ok. Mặt nhìn nghệ tiết vậy. Nghe thơ lên, hot girl lên. Mày biết khó với chị đâu, với cái layout có chút bữa nay đúng không? Mày ác thiệt luôn á. Ok. Hai đứa đi chụp chung đi nè. Để thay đồ. Bộ này luôn hả anh? Không hợp đâu, không hợp chung đâu. Chồng mới nói là được hết. Đánh đen được hết. Vô đi. Trời ơi, chụp xe đó đi để nó có hình thì nó quảng cáo rồi bán đi. Họ đứng ngay chồng cái shop cơ kia. Rồi, vô đi. Sự luôn này này mà. Nếu mà đợi nó là đợi nó hết, còn tháo là tháo hết. Tháo hết nhỉ? Rồi ok, lần lần đi. Chị tận dụng cái đứa sau thì em. Chị nghiêm mày đồ sẽ bị xấu mặt. Rồi đi. Xấu mặt. Rồi ok, đứa đi vô. Củ cà rốt nè. Ê bác. Củ cà rốt. Đường má buồn đói. Cái thớt chè. Ủa anh làm gì vậy? Nói em sẽ làm không có men như chị em đâu. Tất. Nó làm cho mình đứa men lại mình. Đi đun chụp. Đi đun má. Mày hổ gì? Thôi làm đi. Quá trời. Thôi dễ thương lại mọi người ơi. Để như vậy thì một cổ. Vậy em bắt cái ghế chị ngồi luôn nha. Chị Trang ngồi đó. Quay đường đi. Chị Bê sao? Đây. Tao ngồi vị đúng rồi. Cái ghế này hơi nặng nè mày. Cái ghế đó là ghế đơn giản thôi, đúng không? Đúng. Dạ. Bây giờ nè, xác định là một là lạnh luôn hai đứa, hai là cười luôn hai đứa. Sao? Không ngồi thì nó cười lắm. Rồi, nếu mà vậy thì hai đặt ta.
nhìn nhau cái chiều mến nè. Mày nhìn em ra, mày nhìn đi. Mày nhìn tao, mày nhìn nghiêng nghiêng chỗ này này. Mày nhìn nghiêng chỗ này này đi ơi. Hai, ba. Chị đợi cái nón lên đi, cái ăn cầm cái tay thỏ ra. Thôi. Ghê thật. Ôi trời ơi. Vũ ơi được, mấy đứa vô cao có ơi Vũ. Ôi trời ơi. Diễn Hàn Quốc nè. Đúng rồi vậy. Đèn của tao. Thay đồ nè. Dễ thương. Hai, ba. Ok rồi, đi thay đồ. Ghê quá. Ê, Vũ ơi, Vũ mày đưa tao bộ đồ khó quá Vũ nha. Vũ nha, khốn nạn Vũ nha. Không, Vũ là lấy đồ cho hai đứa ấy đấy. Thằng kia cái size to hơn em đấy. Ê, cái logo sẽ lấy đẹp nha. Ê, Lu. Hả? Cái gì vậy? Chui. Sắp xong rồi. Ý là không, bạn không có chụp trên quầy không? Để bạn dọn gọn cho mình chụp. Con này mình đi quay location thì người ta dọn mình quán đấy. Hello anh. Hello em. Đây, cái góc này cũng chụp hình anh đẹp lắm nè, anh vô đi em chụp cho. Nhưng mà nó hợp màu xanh xanh nhìn vàng. Thử đi. Chưa thấy như Vũ ở xem nhỉ? Chưa đẹp nha.
có cái chỗ gần chỗ uống cà phê của ngoài phố đi bộ ấy, nó bé được bằng đúng cái quầy bar của Đông Khánh Hoa. Chỗ này của em hình như là nó bị không phải cái trục đường uống rượu, không phải trục đường uống rượu. Đúng rồi, không có cái khu vực đó. Nhưng mà bây giờ thì bán cà phê nè, rồi bán tối thì sẽ là theo ba. Ok, xin kể ok. Đúng không? Vừa không chè? Vừa, cũng lấy đồ em vừa. Đẹp quá hả? Đồ, đồ cũng đẹp lắm. Nói chung là vô cùng vô. Ê, bộ người chụp mọi người đẹp. Như vậy lần đi nha. Đồ chụp đẹp, màu đẹp. Nè, em ngồi trên ghế đầu lại á, cũng đẹp nè. Ở xuống. Lưu ơi. Cái bộ đồ nó thì lần đi nha. Lên đó không khách thì nó chứ còn mà 13 là nó thấy đồ đó. Thì ví dụ như mình chỉ tắm mà để cho nó ra cái đồ mình muốn nhân vật hay là gì thì mình nhầm đồ đó để không có đồ đẹp mắt. Vậy thì qua đây đi cho nó không cầm ly cà phê được không Khiêm? Đã không màu. Cầm ly cà phê được không cả nhỉ? Được. Như dân màu á, đàn ông của mày á. Lại gần nữa thôi chứ mặt tối là đúng rồi. Chị qua bên đây đẹp hơn, bên đây bị đớn. Đúng rồi. Chị trang có mặt chị trang là bên trái nha, xin xin nói gì chị. Đúng rồi, ăn đèn bên đó thì có bên đây có chị, nhưng cái đẹp hơn đúng rồi. Ok, ok. Đúng rồi. Chị ngồi đi góc hình thường mình. Nó bị tù người à? Đẹp quá. Đó. Với cái này đó thì cái xe phải bỏ cái này. Đúng rồi. Lật về hơn chút xíu để nó được đăng sát nhất. Đúng rồi. Nó bóng đẹp hơn. Chị một tay thì cầm cái ly cũng được đó. Đó, đàn ông lên đi chưa? Anh tuổi gì đàn ông lại chị em? Mình chắc rồi. Đàn ông. Ok. Ôi, rồi, đẹp. Ôi, thằng này mặc áo đẹp nè. Anh, chụp góc này, anh đứng ở đây nè. Anh đứng ở đây với chị nè. Chụp theo luôn. Nãy giờ anh thấy đồ nào của nó cũng đẹp. Nó còn nhiều đồ, nó còn nhiều cái áo khoác lắm nhỉ. Ờ, mấy nè, anh coi phía sau mới đẹp lắm. Đồ bố mà quay cho anh đi. Đi phải tăng. Mình đang chụp đôi mà. Thế thì bỏ này là giúp. Không, để đây nhỉ. Thử đi, thử đi. Thử đi, chị ngồi như nãy chị. Tao đưa chỉnh cho. À, đẹp lắm. Tao đi xịt tài lít cho nhà mày đấy. Ok, em ngồi quay hình. Thế à?
Ta lấy cái hiện trường mà photo hall á. Đẹp. Rồi hai người chỉ nhìn thẳng như em đi. Đó giờ mình muốn nhào vô bà nội này là bà muốn chụp thêm để cho quảng bá cái mình phó này vô chụp cho nó đi. Thì chúng tôi đi chụp một cái tiệm cho này đi. Chụp đi cho cái bộ nó chết chắc luôn đi. Không. Đây là có bộ nào? Bộ chết đâu chị? Bộ nào chết hơn nữa không? Không, nó đem mùa đông không mà. Đi nữa tao mặc cái bộ váy trắng của tao là hợp nhất là đi tới ba đi tiệc nhà mày đó. Ừ. Chụp chị đơn chưa? Cà phê ngon dã man luôn. Vừa nay đưa lỗ tai là hai đứa đó má. Ừ. Xong chưa đến ta chưa? Đến vào đâu chưa? À thế thì chịu thay một cái váy trắng nhé. Cái đồ đâm mà lại mặc kịp. Hồi nãy anh đứng đây anh mặc áo gì ta? Hả? Sao? Quần đuôi cọc tông. Cái áo, cái áo. Không có mùi gì. Xanh. Ở thể thao mặc không hợp. Cái này gì? Cái này nam mặc không có xây. Nè nè. Đúng không? Thôi cái áo làm sao vô ba họ. Nó tay nhã mà. Chẳng một mình thì họ. Hồi đáng rồi. Dạ. Thì tí tao mặc một mình. Dạ. Dạ. Trong nhà vệ sinh cái này nhảy nhảy chụp rất đẹp. Nhà vệ sinh cho má nó có cái cho má. Nhảy nhảy đẹp chứ. Vui dễ sợ. Rồi ba cho phải kêu cái gì đó. Cái điện thoại của ai vậy? Ai mình chụp thì em đi cho mà. Bây giờ còn bộ nữa nha. Em nghĩ cái bộ trắng này chắc là quan mình ha. Dạ. Được đi bọt rồi đi kia nọ rồi xong quay tết một lại chụp bộ cuối cùng của mùa đầu thì dạ. Sau. Chứ trong cái tuổi của nhánh được 1-2 triệu. Để lấy em vô em lấy cho. Trời ơi em đang kiếm
thì không cần trời ơi, cần ai thì chứ. Tại vì sếp đang kêu không có đủ phép và đủ da hả nhỉ? Chụp đúng rồi, thế đâu sao luôn, em còn rắn đó. Mai cũng rắn, mốt cũng rắn, kia cũng rắn. Anh cũng bị đồng kỳ. Thì mình có các bạn với mức tình yêu lắm thôi nha. Tại mày không giận, tao bảo chứ. Nó bảo là vụ phố không bây giờ rồi. Anh nói nè, Trang chụp một mình hỏi người ta đi xong rồi thay bộ đồ cuối cùng là lên đã biết sẵn đồ riêng á để chụp chung. Chị đợi em một phút nha chị. Anh Tiến kêu em gửi cho anh Tiến tấm hình giả gái. Không khác á. Đôi giày đỏ cho luôn. Đôi giày đỏ chị cho luôn. Ôi chụp sao vậy? Nhưng mà không có cái cục tắm. Rất là lớn. Công ty rất là lớn. Bố nhưng mà làm sao bố được, mình cũng cơ cập. Như là truyền thống mà những người mà họ lớn tuổi, họ cũng diễn ra, tại vì bản chất á, bản chất những người họ lớn tuổi cái đó có tầm từ một cái tính học hoặc là người này. Đi bãi cất trâu trên đầu với nhau cần. Vậy là con Lu nó phải bôi cái tóc búi thành màu đen. Cháu đẹp mà. Được không? Nhanh đẹp. Được. Lào Lu. Bác đã xong rồi đấy. Mình chắc chưa ạ? Kêu cái gì chả được. Kêu cái gì chả được. Cái tiệm này chúng ta họp họp hành bạn bè đẹp lắm nha. Cái áo này rất hợp với đi với uống rượu. Tóc đẹp ha. Xin ta lý. Tóc được chưa? Đẹp. Có mấy triệu thì được quấn rồi đi. Quay đâu, quay đâu. Thank you.
hơi ghê nữa. Pha cốc nước thì sẽ chụp hình như mà chị mà uống mấy cái này thì thật tay nó cho chú 10-20 ly chứ thấy gì. Với đô lại là chị sẽ ngồi đâu? Kinh nhỉ? Thằng này như lãng tử nhỉ, hút thuốc như lãng tử, như dai. Thằng này hôm qua mới làm mê thấy người yêu cũ đó các ở nhà. Xong sáng nay suýt bị mình chửi. Con này đẹp ha, con này đẹp ghê rồi đó. Con này mình son má, mà nghĩ con cầm ba lô bộ đồ này, bà nội. Ok, bệnh lắm, mang cả kính nữa. Có gì anh không rồi hả? Duy Anh nó đi làm, không ai làm mặt nạ gì đấy. Sở singer gì đấy. Hôm nay nó làm cho Thùy Chi. Đúng rồi, son đâu rồi. Nè khô thế nhỉ. Có gì ngồi đây này chị. Ok. Xong rồi đó. Mình cũng sạc không? Bị sạc máy, hết tin rồi.